SRR trước bát đây này. Con bé rờ này. Ui giời, vẫn mơ 4 SLR tí. Ui giời, mini tí. Nó hơi nhiều. Nhìn thấy cả hai chán. Rồi sao ăn cái thính. Cúp 6 ăn cái thính. Cúp nào lên là LR không thương vẫn thương mà. Dỗi được chơi nữa à? Qua trời mưa to cũng dỗi luôn. Ai này thật. Hơn cả đầu súng á. Điểm mạnh của anh là gì vậy? Nghe địch tai bé tí rồi. Nghe là như điếc luôn. Thề chúng mà đi xe lên sau lưng mà đều biết thì bắn nhau. Con nào mình thích nhỉ? Giờ vẫn cứ lô ra. Ôi cần bán thêm à? Không ăn đủ à? Không thấy khẩu 14 đâu luôn, khó chịu. Ở nhà bán thêm nhé. Em còn sai lầm với compa này, ai chọn gì không? Rồi lại dự 6 nữa đây. Ai lấy cốp nữa không? À quên em dùng. Em đủ ăn đủ em quên mất. Đủ cái gì? À không, chưa có cốp. Em sai lầm với compa, em dùng được 2 súng. Anh em cũng chạy được ra đây không à? Hai cốp 6 đầu cũng check pass Berlin này. Nên nào chọn tí cho xin được phớt. Ai chạy ở bên đây không này? Ở đây có 4 cái phớt này. Đầu súng này, đầu súng nữa này. Ai thiếu không? Tức là không ai thiếu đầu súng đúng không? Không anh. Em vẫn thiếu cái cúp 6 ấy chóc nhá. Đấy, anh đang cầm hàng dư 2 cúp 6 nha. Em không về đấy nữa. Em đứng đây em chắn.